Chào mừng anh em quay trở lại bản tin sức khỏe. Anh em nghe rõ, mất ngủ đến mấy cũng khỏi nhờ bài thuốc từ lá đinh lăng. Hai món ăn bài thuốc từ lá đinh lăng dễ ăn ngon miệng lại giúp trị mất ngủ hiệu quả, rẻ tiền, mọc đầy ở Việt Nam. Đinh lăng là loại cây thuốc quen thuộc với Việt Nam nhưng nhiều người còn chưa biết cách làm món ăn bài thuốc này. Cây đinh lăng được trồng phổ biến làm cây thuốc cũng như cây cảnh ở Việt Nam. Toàn thân đinh lăng được dùng làm thuốc. Đặc biệt, lá đinh lăng được dùng làm lá rau gia vị ăn hàng ngày cùng nhiều món ăn như ăn sống với lem, làm rau gỏi. Đặc biệt, đinh lăng có công dụng an thần, giúp ngủ ngon, trị đau xương khớp, nên được dùng hàng ngày. Theo y học cổ truyền và dân gian thì đinh lăng vị nhạt, hơi đắng, tính bình, có tác dụng an thần và điều trị chứng mất ngủ. Danh y Hải Thượng Lãng Ông từng ví đinh lăng là nhân sâm của người Việt Nam bởi có rất nhiều hoạt chất gần giống nhân sâm của Hàn Quốc, rất tốt cho sức khỏe của bạn và gia đình. Trong đinh lăng giàu hoạt chất saponin, tryptophan, talin, glycosin, giúp xua tan mệt mỏi, hỗ trợ chống viêm, chống oxy hóa. Dùng lá đinh lăng giúp làm tăng mức độ dẫn truyền thần kinh, từ đó tạo ra cảm giác dễ ngủ, chữa mất ngủ hiệu quả hơn. Lá đinh lăng có nhiều cách dùng từ ăn sống tới nấu chín, pha trà. Trong đó có hai cách chế biến lá đinh lăng thành món ăn ngon, chống ngán lại rất rất dễ làm. Thứ nhất, trứng đúc lá đinh lăng. Trứng và đinh lăng đều là thực phẩm quen thuộc. Món trứng đúc đinh lăng tạo hương thơm đặc biệt, hương vị trứng bùi bùi quyện với vị mộc hơi ngần ngận đắng của lá đinh lăng, rất bắt vị, không tanh lại thơm. Cách thực hiện. Cách 1, chọn những chiếc lá đinh lăng bánh tẻ không lon quá hay già quá. Rửa sạch, vẩy ráo nước rồi cắt nhỏ cho vào tô, đập trứng gà vào, thêm gia vị vừa ăn rồi đánh đều lên. Sau đó cho hỗn hợp này vào rán trên chảo hoặc lót lá chuối rồi đổ hỗn hợp lên để không cần dầu mỡ. Để lót lá chuối thì bạn lấy lá chuối tươi đặt lên mặt lồi hoặc chảo rồi cho hỗn hợp lên lá chuối, tránh tràn ra ngoài. Đun cho tới khi lá chuối cháy xém và hỗn hợp chín là được. Cách 2. Rán hỗn hợp với dầu mỡ như rán trứng thông thường. Đầu tiên cho một lớp mỏng mỡ lợn hoặc dầu ăn. Sau đó đun cho nóng, dầu thì hạ lửa vừa rồi đổ hỗn hợp trứng đinh lăng vào, dàn đều. Chờ khi mặt dưới định hình, xe lại thì trở lại rán tiếp cho tới khi hơi ngả vàng thì tăng lửa để trứng ngải xén vàng đã chín, tắt bếp cho ra đĩa, thưởng thức nóng. Thứ hai, trứng om với lá đinh lăng. Món trứng om đinh lăng tạo hương thơm và vị thanh nhẹ. Nước om lá đinh lăng hơi đắng, trứng ăn bùi bùi, ngon ngọt. Cách làm. Lá đinh lăng rửa sạch, cắt thành từng đoạn ngắn vừa ăn, trứng gà rửa sạch. Đun sôi nước, hạ lửa vừa rồi cho lá đinh lăng vào rồi cho thêm trứng. Thêm vài nhánh gừng cắt sợi để giúp ấm và lành bụng hơn. Sau 5 phút khi trứng đã chín, dùng muôi vớt trứng lên đập nhẹ cho phần vỏ hơi lứt rồi tiếp tục cho vào om tiếp để lướt tiết ra từ lá đinh lăng thấm vào bệnh trong trứng. Sau khoảng 10 phút, lêm lếm lại gia vị cho vừa miệng, tắt bếp. Khi ăn, gắp lá đinh lăng ra bát, bóc trứng cho vào, múc thêm nước và thưởng thức nóng. Lưu ý dùng lá đinh lăng tránh tác dụng phụ. Chỉ nên dùng món ăn này 1 đến 2 lần một tuần với lượng vừa đủ. Nếu lạm dụng nhiều quá thì thành phần saponin tích tụ nhiều có thể gây hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn. Những người bệnh gan nên tham khảo ý kiến bác sĩ khi sử dụng lá đinh lăng. Lá đinh lăng tự trồng ở nhà thì đảm bảo an toàn nhưng khi mua lá đinh lăng ở ngoài chợ nên chọn hàng quen, tránh việc mua lá đinh lăng có bị phun thuốc bảo vệ thực vật nhiều. Lá đinh lăng nên chọn lá loại vừa, không nên chọn lá quá to, quá tốt. Sau đây là những tác dụng chữa bệnh của lá đinh lăng không phải ai cũng biết. Thứ nhất, bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lực. Trong lá đinh lăng chứa nhiều các chất có lợi cho cơ thể như vitamin B2, B1, B6, vitamin C và các loại axit amin như lysine, methionine. Đây đều là các dưỡng chất cần thiết dành cho cơ thể. Cây đinh lăng thường được dùng để bồi bổ và tăng cường sức khỏe cho các bà mẹ vừa sau sinh. Ngoài ra, cây đinh lăng có tính hàn, có thành phần hoạt chất saponin giống như nhân sâm, giúp bổ thận tráng dương, tăng cường chức năng sinh lý, tăng cường sinh lực. Thứ hai, kích thích lợi tiểu. Trong lá đinh lăng có chứa saponin, tryptophan và 5 hợp chất polyceten giúp tăng nhẹ co bóp tử cung và lợi tiểu. Nếu so sánh với các nước dễ chanh, dâu ngô, lợi tiểu
thì nước của lá đinh lăng tốt hơn gấp 4 lần so với bình thường. Thứ ba, tăng tuyến sữa cho phụ nữ sau sinh. Bên cạnh giúp bồi bổ sức khỏe, nhất là cho các bà mẹ sau sinh, cây đinh lăng còn giúp chữa tắc tia sữa, kích thích tuyến sữa cho phụ nữ sau sinh. Bởi vì đinh lăng có tính hàn giúp làm mát sữa, bên cạnh đó chứa khoảng 20 loại axit amin khác nhau. Phytosterol, glycosin, talin, axit hữu cơ, tinh dầu, sắt, magie, kali, các chất đều giúp các bà mẹ tăng tiết sữa và hạn chế tắc tia sữa. Chống suy giảm trí nhớ, lá đinh lăng còn có tác dụng chống suy giảm trí nhớ, tăng cường cho hệ thần kinh bởi chứa nhiều vitamin nhóm B, nhất là vitamin B1. Lá đinh lăng theo nghiên cứu có tác dụng tăng biên độ điện thế não, tăng khả năng tiếp cận của các tế bào thần kinh vỏ não. Thứ năm, cải thiện tình trạng biếng ăn. Ở lá đinh lăng chứa tới khoảng 20 loại axit amin giúp cho hệ tiêu hóa thức ăn, kích thích sự thèm ăn cho con người. Khi sử dụng nước của lá đinh lăng sẽ giúp cơ thể tăng cân, giúp ăn ngon hơn. Lưu ý không được quá lạm dụng và sử dụng quá thường xuyên, vì trong đinh lăng có thành phần hoạt chất saponin. Nếu uống nhiều, bạn sẽ bị say, mệt mỏi. Cải thiện tình trạng mất ngủ. Nhờ có chứa các hoạt chất với các tác dụng ức chế melatonin, giúp cho khả năng truyền dẫn thông tin tại xung thần kinh được kích thích, từ đó xua tan cảm giác mệt mỏi. Ngoài ra, mùi thơm của lá đinh lăng còn có tác dụng an thần, đả thông kinh mạch, giúp cho bạn ngủ sâu giấc và ngủ rất ngon. Cải thiện chức năng gan. Cây đinh lăng chứa nhiều loại axit amin, trong đó có chứa methionine. Đây là loại axit amin quan trọng có chức năng bảo vệ gan rất tốt và làm mát giải độc gan, cải thiện sức đề kháng, điều trị suy nhược cơ thể. Tác dụng của lá đinh lăng còn giúp cải thiện sức đề kháng, điều trị suy nhược cơ thể vì chứa thành phần alkalit và các vitamin B1, B2, B6, C, cung cấp các vitamin quan trọng cho cơ thể, giúp cơ thể có sức đề kháng cao và phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Lá đinh lăng giúp cải thiện đường tiêu hóa. Nước sắc ra từ lá đinh lăng giúp hỗ trợ điều trị các triệu chứng về tiêu hóa như tiêu chảy, khó tiêu, đầy hơi nhờ các axit amin. Dùng trong vài ngày, đường tiêu hóa sẽ được cải thiện rất tốt. Chữa ho lâu ngày. Từ xa xưa, rất nhiều người trị ho lâu ngày bằng lá đinh lăng, vì trong đinh lăng có vị đắng, tính mát, chứa nhiều chất B1 và các hoạt chất saponin, đặc biệt đinh lăng giúp long đờm rất tốt. Những lưu ý những ai không nên sử dụng lá đinh lăng. Tuy nhiên, bên cạnh những tác dụng có lợi cho sức khỏe của đinh lăng thì cũng có những tác dụng phụ ảnh hưởng đến một số người. Vì vậy, những người sau cần lưu ý sử dụng ít hoặc tránh dùng lá đinh lăng. Đối với phụ nữ mang thai, đối với trẻ em, những người đang bị về bệnh về gan. Cuối cùng, chúc các bạn và gia đình giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc nhé.